Hôm qua ngày 13 tháng 2 tức ngày mùng 4 Tết năm Giáp Thìn 2024, Hội Gôn Thanh Hóa kết hợp với câu lạc bộ Gôn Sứ Thanh đã tổ chức thành công giải Gôn Sứ Thanh hội tụ tại sân Gôn FLC Gôn Linh Sầm Sơn. Giải góp có sự tham gia tranh tài của gần 200 golfers. Đây cũng là dịp để những người con Sứ Thanh xa quê có cơ hội được hội tụ về quê hương, gặp gỡ giao lưu sau những tháng ngày làm việc phương xa và mừng một năm mới nhiều thành công, thắng lợi hơn nữa. Tại giải đấu, ban tổ chức đã kêu gọi được hơn 200 triệu đồng ủng hộ cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa để chuyển tới những người có hoàn cảnh khó khăn.